xã hội ngày nay động loạn, cả thế giới lòng người bất an. Rốt cuộc thì việc này phát sinh từ đâu? Trong những lúc giảng, chúng tôi thường hay nói, đây không phải vấn đề của chính trị. Chính trị không thể giải quyết, cũng không phải vấn đề ở quân sự. Quân sự không thể giải quyết, kinh tế, khoa học, kỹ thuật cũng không thể giải quyết. Vấn đề rốt cuộc phát sinh ra từ chỗ nào? Từ nơi giáo dục. Các vị phải biết được, ngày nay giáo dục gia đình không còn nữa, giáo dục nhà trường cũng không còn. Hiện nay ở nhà trường dạy đều là những gì? Dạy đều là khoa học kỹ thuật, là huấn luyện một loại kỹ thuật, không phải giáo dục. Giáo dục là dạy bạn làm người như thế nào. Dạy bảo bạn quan hệ giữa người với người, quan hệ của cha con, quan hệ của vợ chồng, quan hệ của anh em, quan hệ vua tôi, quan hệ bạn bè, là đem những việc này nói rõ ràng, nói minh bạch với bạn. Bạn đều hiểu được thì bạn sẽ biết làm người. Hiện nay trong nhà trường đã không còn sự giáo dục này nữa. Tôi còn nhớ khi mà tôi vừa mới xuất gia tại chùa Viên Sơn Lâm Tế, Đài Bắc. Vừa mới xuất gia chưa được bao lâu, những tiểu hòa thượng chúng tôi mỗi ngày phải làm một số công việc cho thường trụ. Công việc của tôi là quét dọn sân chùa, quét dọn sân ở cổng chính. Chúng tôi có 3 người luân phiên thay nhau quét cái sân đó. Cái sân rất lớn. Một ngày nọ tôi nhìn thấy có vài học sinh, khoảng 3-4 học sinh từ núi của chúng tôi đi vào trong vườn thú. Vườn thú có thể đi được từ ở trên đó, không phải đi qua cổng chính, nên không cần phải mua vé. Tôi nhìn thấy những người này có thái độ như vậy, tôi đã thở dài một tiếng. Ôi thật đáng thương, người trẻ tuổi đáng tiếc lại không nhận được sự giáo dục. Những lời nói này bị họ nghe thấy, quay trở lại chỗ của tôi, đến đối chất với tôi, nói với tôi, họ nói họ là sinh viên năm thứ tư viện luật học trường Đại học Đài Loan. Ông sao có thể lại nói chúng tôi chưa nhận qua sự giáo dục? Tôi nghe xong thì rất hứng thú. Tôi nói thật hiếm thấy, các cậu là sinh viên luật học năm tư Đại học Đài Loan. Vì tôi thỉnh giáo các cậu, các cậu cho tôi biết thế nào gọi là giáo, thế nào gọi là dục, thế nào gọi là giáo dục. Tôi đưa ra 3 vấn đề, cậu hãy nói tôi nghe xem. Họ không nói ra được. Quay đầu hỏi ngược lại tôi. Sau đó tôi liền nói với họ, tôi nói không những các cậu chưa nhận qua sự giáo dục cao đẳng, các cậu ngay cả giáo dục tiểu học cũng chưa nhận qua. Mắt của họ liền trừng to lên. Họ nói sao lại chưa chứ? Tôi nói cậu có biết cách ăn cơm không? Bạn biết quét nhà không? Tôi dọn 4 món ăn, 4 món ăn đặt ở hướng đó, cậu có hiểu hay không? Họ thật sự đã ngẩn người ra. Tôi cho cậu 4 món ăn, 4 món này có âm dương ngũ hành, nếu như mà phương hướng đặt sai thì các cậu chưa học qua. Vì vậy các cậu không biết ăn cơm, không biết đi đường. Chúng tôi đang quét rác, vậy đương nhiên các cậu càng không phải nói. Các cậu cũng chưa học qua. Những thứ này ở nơi đâu? Là ở trong Đệ Tử Quy. Khi tôi nói thì lúc đó các cậu học sinh cũng rất hay, cũng chấp nhận, còn rất khiêm tốn mà thỉnh giáo. Họ hỏi vậy bây giờ đại học như chúng tôi thì xem như thế nào? Tôi suy nghĩ hồi lâu, tôi nói không thể gọi trường học thì nên gọi là gì? Gọi là sở cao đẳng tri thức chuyên tập. Có thể dùng cái tên này. Các cậu học là cao đẳng tri thức, các cậu đến giáo dục tiểu học còn chưa học qua nữa. Thật sự là như vậy. Cho nên hiện tại tuy rằng đang nhận giáo dục cao đẳng, họ vẫn có sự trái nghịch. Họ không biết hiếu thuận cha mẹ, họ không biết tôn sư trọng đạo.
hành vi của họ đều là bị chi phối bởi lợi và hại. Có lợi cho họ thì chính là bạn, có hại thì chính là kẻ thù. Không có đạo nghĩa, không có nhân luân, không có đạo nghĩa. Cho nên thật tại nói đến thật đáng tiếc, người ngày nay không bằng loài vật. Loài vật ăn no rồi, chúng sẽ không hại đến những động vật nhỏ khác. Con người thì thường có cái tâm hiểm ác vô cùng đáng sợ. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.